Nào bây giờ bạn Việt tô con gì nhỉ? Bạn Việt nói với các bạn đây nào. Thỏ nha. Tô con thỏ nhá. Con thỏ đâu? Con thỏ đang tô dở rồi à? Mẹ Hả? tôi giờ. Vâng. Bây giờ con thỏ thô màu tím nốt đi. Đấy, thôi màu ý đi, màu ý, màu ý. Thỏ đang cầm ý. Đấy. Nó không màu này rồi. Không, màu này này, con vừa xong này. Màu gì đấy? Đấy là màu gì đấy? Hồng. Màu hồng, tô màu hồng đi, con thỏ đang màu hồng thì phải tô màu hồng. Tô màu khác mà nó nhìn là xấu lắm. Tô tay màu hồng nhá. Vâng, tô tất cả màu hồng hết. Đẹp lắm. Con tô tất cả màu hồng như này này. Rồi. Bạn Việt đang tô con thỏ màu hồng. Màu hồng. Bạn Việt tô từ từ thôi nhá, tô chỗ nào hết chỗ đấy nhá cho nó đẹp nhá. Tô nó phải đẹp vào. Thì hôm nào em anh Nhi về để bố mua đồ chơi cho mua cho để hai chị hai anh em thi tô. Xem nào ai tô đẹp hơn. Đồng ý không? Không, tất cả màu màu hồng hết. Con tô tất cả màu hồng hết đi. Đỏ đi. Không, đỏ xấu lắm. Không, màu hồng thôi. Ờ, thì màu đỏ, có thích tô màu gì đâu. Tô màu đỏ đẹp. Màu đỏ cũng đẹp này. Nhờ. Vâng nhờ. Kiểu mỗi màu tím này, màu tím, màu nâu. Có màu đỏ đẹp. Màu tím, màu đen này xấu rồi nhờ. Hả? Có màu tím, màu đen này xấu rồi. Có một mỗi mình màu đen xấu rồi mà. Tôi cẩn thận nhá, tôi cẩn thận là nó lẻ ra ngoài là xấu. Xong rồi. Con học của em anh Nhi. Em anh Nhi tô thì tô cũng đẹp lắm. Em Nhi chịu khó tô lắm. Việc giờ mà tô thi với em anh Nhi chưa chắc đã thắng được em anh Nhi đâu. Nhờ. Hôm nào em Mai Nhi về bạn Việt thi tô cùng em Mai Nhi nhá. Xong rồi. Chưa sao mà thấy bạn xấu lắm mà nó bảo có một cái chỗ trắng. Phải tô hết cả nó mới đẹp. Tô phải đều màu cơ. Không hở tí nào cơ. Có hở tí nào đâu. Đây nhá. Con nhìn thấy không? Cái đây bọn có tí tí màu trắng này. Đúng không? Tô phải hết màu chứ. Đúng không? Xong. Xong chưa? Đó. Xem nào. Xem nào, ôi giờ đây bố xem nào. Ôi chà. Xem nào, đây là con thỏ. Con thỏ có cái mặt màu hồng này. Cái thân, cái người màu hồng, cái tay màu hồng, cái chân màu hồng. Chỉ một cái tai màu đỏ thôi nhỉ. Cũng đẹp phết đấy nhỉ. Ở đây xem xong con chim màu hồng nè. Bạn Việt tô cả con chim màu hồng rồi này. À, đây là con cua hả con? Đúng không? Đúng, con chim rồi. Con chim chứ tôi. À, tô con màu nâu đã. Đây là... Mẹ có dở. Đây là con cua đúng không? Đúng. Con cái mẹ đó. Mẹ đang tô dở mà. Đâu? Rồi. À, thế tô dở màu gì? Cái màu đúng rồi, tô một màu thì mới đẹp chứ. Mẹ đang xuống kênh nhỉ. Khóc gì mà kinh tài thế trời. Khóc gì mà om sòm. Tôi đi con, nói đẹp nhờ. Con cá voi à? Cá heo. À con cá heo. Xem rồi. Hôm nay thì bạn Việt vừa tô xong con mèo màu màu tím này. Đây là màu tím đúng không? Đây là màu tím hả? À? Đây chỗ này vẫn hơi trắng này mày. Chỗ này chưa đẹp lắm. Đấy, tô chưa đẹp lắm. Tô cẩn thận tô ra ngoài là xấu ấy. Em nhờ tô hết đi. Tô hết đi. Tô thật hết mà. Hôm nay bạn Việt tô con cãi heo màu tím này, con thỏ màu tím và cái hai cái tai màu đỏ này.
đúng không? Con cái thì mắt màu màu đen. Đấy, con tô con thấy cái chỗ này con tô bị lỗi không? Đây này, bố chỉ cho con này. Đây này. Cái chỗ này là con bị nó ra ngoài đúng không? Ừ. Đấy, con tô phải cẩn thận nhé. Chả mà con tô ra ngoài là xấu lắm. Sao ngoài nhỉ? Chưa. Bố thấy cái chỗ này, này chỗ này vẫn trắng này. Đây nhìn đấy. Ừ. Chỗ này vẫn trắng với tô nó phải đều. Không có trắng, không có nham nhở thì mới đẹp chứ. Tô không phải thế, đúng rồi nữa đi. Đấy, đúng rồi, gần đẹp rồi đấy. Tôi từ từ thôi. Chỗ nào bé bé thì tôi từ từ thôi, chẳng cần nó ra ngoài. Đúng rồi. Đó, có cá heo màu tím rất là đẹp. Nha. Màu hồng chị. Ở ngoài biển nó có cá heo màu gì nhỉ? Màu hồng. Cá heo mà nó bơi ở ngoài biển là màu gì nhỉ? Thì nó là màu... Màu gì? Điên. Kia là màu gì? Điên chậu. Hả? Đen. Cái màu gì? Đen, màu đen. Không phải màu đen. Màu nâu chứ không phải không? Ừ. Xem nào, hôm nay bạn Việt tôi được mấy con rồi nè, xem nào. Đây tôi là con thỏ màu tím này, con chim à, đây con chim con gà, à con vịt à. Đây là con gì? Đây là con vịt con màu tím này. Đây con đếm xem con tôi được mấy. Có 1. Đúng rồi. 2. 3, 4. Rồi. 5. Rồi. Vương và là... Đây. 6. Mới có 6 rồi. 6 con. Sắp được 9, sắp được 10 con đấy. Từ từ đã. Bây giờ... Thế bây giờ...